Vào YouTube nè. Ủa sao nó báo cập nhật? Mới hôm qua xem được mà. Máy này máy gì đây? iPhone 6, iOS 12. Hay là YouTube nó bị khóa trên những cái dòng thấp rồi các bạn. Để mình thoát đa nhiệm luôn ha. Thoát treo mình vào lại coi nó có báo cập nhật nữa hay không đây. Vẫn báo cập nhật nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow, những cái máy này mini 3, mini 2 gì nó vẫn báo luôn nè các bạn ơi. Máy này là máy mini 3 cũng đời mới mà ta. Nhưng mà nó iOS 12 à. Vậy là YouTube nó bị khóa hết rồi nha các bạn. Chào các bạn. Hiện tại thì những cái dòng iPhone đời thấp á các bạn, hoặc là iPad á, các bạn xem YouTube gốc á, nó bị báo cập nhật ha, mình không thể xem được. Ví dụ máy này là iPhone 6 nè, iOS 12.5.7. Thường thường ví dụ nó báo cập nhật YouTube gốc á, các bạn vô phần Safari, các bạn coi trên web vẫn được nha. Các bạn tìm từ khóa youtube.com hay là gì đó, rồi các bạn xem trực tiếp trên đó luôn. Video ngắn cũng được nè các bạn. Các bạn muốn các bạn đưa ra thêm vào màn hình chính nè. Các bạn muốn á, các bạn bấm vô, các bạn xem bình thường thôi. Nhưng mà đó là mình xem trên web nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình feed trực tiếp xem bằng cái YouTube gốc luôn ha. Oh my God. Các bạn kết nối cái điện thoại của mình vô máy vi tính, mở cái Powerful lên. Trên Powerful á thì nó có cái tab Direct nè. Mình thử direct trực tiếp trên cái tool thử được nha các bạn. Các bạn mà bấm vô cái tab direct thì ở đây mình direct bằng Chimera nha. Rồi các bạn bấm vô. Ở dưới nó có chữ direct nè, các bạn bấm vô. Thường thường hiện tại thì mình direct trực tiếp trên cái bao tool nó báo lỗi 40% nha các bạn. Giống như lúc trước mình direct được trực tiếp luôn, bây giờ là nó chặn cái gì á, mình không có direct trực tiếp trên bao tool được các bạn ha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn mình direct bằng cái file IPA nha. Các bạn tải cái file trực tiếp về nè. Mình để dưới mô tả, các bạn tải về. Tải về xong á, các bạn lên cái trang này. Các bạn tải những cái công cụ cần thiết. Slotline nè các bạn. Các bạn nhớ tải đầy đủ ha. iCloud, Slotline, iTunes. Khi tải về các bạn mở cái Slotline lên. Chủ yếu là mình cài cái file IPA trực tiếp á các bạn. Cài thông qua Slotline ha. Các bạn mở Slotline lên. Rồi các bạn thêm cái file IPA mà mình mới tải về. Cái file Chimera các bạn. Các bạn click vô. Ở đây các bạn phải thêm một cái tài khoản ID Apple nha. ID Apple nào cũng được ha. Các bạn nên tạo thêm một cái ID Apple phụ á. Các bạn thêm vô. Rồi các bạn bấm chữ Start nè. Để cho nó tự động nó cài cái file IPA vô cái máy của mình đó. Cái file này là để mình direct đó các bạn. Direct thì direct trực tiếp bằng Powerful không được thì mình direct bằng cái file IPA mình cài thông qua cái Slotline các bạn ha. Thì cài cái này cũng khá là đơn giản, nhưng mà mình phải cần cái có máy tính nha. Sau khi nó cài xong á là cái Chimera nó hiện trên điện thoại của mình nè. Lúc này thì mình không có cần máy tính nữa nha các bạn. Rút điện thoại ra, mình chỉ thao tác trên điện thoại thôi ha. Các bạn bấm vô nó báo là phải cài đặt nhà phát triển nè. Trong phần cài đặt chung á, các bạn tin cậy cái nhà phát triển cho nó là được ha. Rồi các bạn bấm tin cậy. Khi tin cậy xong á, mình trở ra màn hình menu. Các bạn vô lại cái Chimera. Nó hỗ trợ từ iOS 12 đến iOS 12.5.7 nè. Các bạn bấm vô Direct. Thường thường các bạn bấm vô là nó phải là 2-3 lần á, nó reboot cái điện thoại của mình á, nó mới direct thành công các bạn ha. Thì giờ nó reboot lại nè, các bạn đợi cho nó reboot lên. Rồi mình coi thì nó có Sileo chưa. Rồi chưa có gì hết nè các bạn. Các bạn bấm tiếp tục ha, trở lại Chimera. Rồi các bạn tích vô direct tiếp. Nhớ là các bạn kết nối wifi thiệt là mạnh nha. Here we go. Rồi các bạn cứ đợi thôi, đợi cho nó tự động nó direct cái máy của mình ha. Nó kêu là reboot lại cái máy nè. Sau khi reboot xong á, các bạn vô lại Chimera. Rồi các bạn kích lại thêm một lần nữa là nó direct thành công nha. Các bạn đợi cái máy nó khởi động lên. Mình kiểm tra coi thử. Wow, có Sileo rồi các bạn ơi.
ngon lành luôn. Vậy là mình Jared thành công ha. Khi có Sileo rồi các bạn vô Sileo nè. Mời để. Rồi các bạn thêm cái nguồn để mình fit cái YouTube á các bạn. Nói đông ra là không phải fit gì đó, nhưng mà điều mình chặn cái cập nhật của nó thôi, để mình xem tiếp được á. Các bạn thêm cái nguồn này giúp mình nha. Các bạn gõ cho chính xác ha, như trên màn hình nè. Để mình cài cái file Let Me Pass á. Mình bỏ qua cái phần cập nhật YouTube. Nói gì thì nói chứ mình coi cái bằng ở YouTube gốc á, nó vẫn tốt hơn là coi YouTube thông qua ghép web nha các bạn. Tại YouTube gốc á, cái cơ bản là mình coi hoặc là người lớn tuổi người ta xem nó cũng dễ hơn các bạn ha. Rồi các bạn tìm từ khóa Let Me Pass nè. Cái tweet này á, các bạn cài bình thường thôi. Khi cài xong á, các bạn rep rin cái máy lại giống như là mới á. Đợi cái máy nó boot lại á. Rồi các bạn vô thử YouTube coi thử được chưa ha. Rồi các bạn bấm vô YouTube nè. 2000 years. Wow, chưa có được các bạn ơi. Kỳ ta. Bình tĩnh anh em, chưa gì đâu. Thiệt ra các bạn giao red bằng Chimera á, là mình phải cài thêm một cái tweet nhỏ nữa nha các bạn. Tiếp tục mình vô Sileo. Các bạn gõ cho mình từ khóa là Liphop nè. Các bạn gõ đúng ha. Liphopker nè các bạn. Các bạn bấm vô. Tải cái tweet này về. Các bạn cứ bấm tải bình thường cho nó tải những cái công cụ liên quan cần thiết á. Rồi mình rep rim lại là đảm bảo các bạn là 1000% là mình vô YouTube á là nó không có báo cập nhật nữa ha. Rồi đợi nó rep rim xong á, các bạn trở lại YouTube. Đảm bảo các bạn là xem bình thường ha. Đéo tin. Đó các bạn thấy chưa, nó đâu có báo cập nhật gì nữa đâu. Để mình thoát ứng dụng treo luôn. Thoát treo, thoát ẩn gì hết nè. Vô lại YouTube coi thử mình có coi bình thường hay không à. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi. Đó như vậy thôi. Mình fit là fit như vậy các bạn ha. Để mình tìm kiếm một cái kênh bất kỳ coi. Ví dụ cái tên kênh của mình nè. Rồi là nó hiện ra liền. Xem YouTube gốc thì các bạn xem rồi like, đăng ký kênh. Rồi lưu những cái video mình để xem. Hay là các bạn tải về gì đó là ok, ngon lành cành đào ha. Để mình reboot cái máy lại để coi thử YouTube nó cũng có bị báo lại cập nhật không nha các bạn. Thường thường khi các bạn xài các bạn hạn chế để hết pin ha, hoặc là reboot cái máy lại. Khi đó thì cái máy mình mất Jared nè. Mất Jared là tương đương với YouTube nó vẫn báo cập nhật tiếp nha các bạn. Thì fix như thế nào á thì các bạn khá là đơn giản ha. Rồi rồi, tới công chuyện này. Khi fix lại máy reboot á, các bạn tiếp tục vô Chimera nè. Mình tích vô Jared lại thôi. Các bạn bấm một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì các bạn bấm ba lần ha. Rồi giờ mình bấm lại Jared lại nè. Cái mục đích mình cài Chimera để cái gì các bạn hết pin hay là reboot máy á, thì mình Jared trực tiếp lại trên điện thoại luôn ha. Không có cần máy tính nha. Rồi đợi cái máy nó khởi động lên. Nếu mà nó khởi động lên nó báo chưa Jared được á, thì các bạn bấm thêm một lần nữa ha. Để mình coi. Rồi ngon lành nè các bạn ơi. Máy này thì mình bấm một lần để Jared lại thành công nè. Rồi như vậy là Jared lại thành công thì các bạn tiếp tục dùng YouTube bình thường thôi, nó không có báo cập nhật các bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cái video này, mình thấy có khá là nhiều anh em hỏi á. Thì các bạn thấy hay á thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.